Em dân Bắc lắp cái gập gương của lan sen nhé. Gập gương lan sen có rắc cảm giác gập gương nhé, rắc kết nối này, rắc màu đen cắm cái rắc gập gương của riêng của xe nhé, cảm giác hộp nhé. Và mình đấu hai dây này, một dây xanh lá, một dây xanh dương này, một dây xanh dương ấy, sọc trắng ấy thì mình đấu ở dây lâu, đấy, dây lâu to à, trong rắc này này, còn ở cái rắc bo rắc từ đi ra canh cửa không đấy này, có một cái dây lâu to nhé. Còn cái dây xanh lá thì đấu vào cái dây nâu sọc cam này. Còn cái xanh dương thì đấu vào cái dây lâu nhá. Đó là xong nhá. Ok. Xong khi hoàn thiện bác bấm em băng dính điện rồi nhá. Các cách điện là này nhá. Sau khi lắp hoàn thiện ta khóa cửa này. Đấy, gương tự gập nhá. Đó. Ấn mở cửa này. Đó, gương em mở. Ok nhá. Đó, khóa. Nhưng gặp cái xe khóa xe mở. Đấy, xe đang ở chế độ khóa thì cũng sẽ gặp lại. Gương mở ra thì nó là ở chế độ mở gương.